Rồi các bạn ơi, cuối cùng mình hạ một con hàng khủng đang bay nha. Nói chung là cự ly khá đẹp các bạn. Con này khoảng ký mấy nha. Quá phê các bạn. Rất rất là đẹp. Shopmet 72 có bán nhiều loại ná từ rẻ tiền cho đến hàng cao cấp, được cắt dây và hoàn thiện theo công nghệ mới nhất hiện nay, kèm các combo dây cắt mét và cột theo yêu cầu. Các bạn có nhu cầu mua thun bi ná vui lòng inbox qua Zalo 0937727122. Xin cảm ơn. Rồi, giờ anh em mình uống nước mía các bạn. Ở đây có cây xanh trái chín rất là nhiều nha. Đó, giờ sẽ bắn vào chảo các bạn. Qua cho nó ba lại rồi. Mới đàng hoàng vô. Có gì phi ná vậy? Kìa đậu kìa. Một bậy luôn mà trời, Khoa làm gì Khoa? Đó. Chết chưa? Chưa hết. Ồ. Được chứ ta. Được thật sự. Bắn hồi lên lắm nhà lụm lượt một luôn. Lắm. Gớt luôn, gớt luôn. Gớt luôn, gớt luôn, gớt luôn. Đồ. Gớt. Hay quá. Quá đỉnh. Nguyên cây luôn nổi luôn. Nó sung má. Cái gì? Gớt xuống rồi nữa, dính rồi nữa. Đẹp. Quay đít nè. Nghe từ. Nghe đầu nè. Chết. Chưa nữa. Chưa nữa. Ý. Trời ơi chết mẹ rồi con chạy. Đi chăng con nãy rồi. Sao? Con kia nãy đâu? Đó, không được đâu, em đừng bắn. Đứng hướng này nè. Em đừng bắn. Em đứng hướng này bắn này. Trời. Bắn nhiều cái bốc gì không chết trời. Trời ơi, con nó mạnh đạn vậy. Chết. Rớt. Rớt xuống rồi. Từ từ anh bắn luôn con này cho. Thấy không? Thấy không? Rồi. Rớt rồi. Lụm mình để mất. Đó đứng đó. Ờ thế thế. Nó nhánh cây không các bạn ơi. Rồi chết luôn. Rớt trong nhà luôn rồi.
xuyên nhánh cây nó mới được. Trời ơi, đeo nóc nhà bắn luôn má ơi. Rồi lượm. Đi ra nhóc này nè. Ê, lại nhóc này nè, bước qua. Đi này má lại đây. Rồi bước xuống. Đi nhẹ, đi dậy, đi dậy nha. Ui. Chết kìa. Chết các bạn. Chân này chắc quẹo khỏi xuống luôn quá. Khó quẹo. Dục xuống kìa. Chết. Hai con cho đó nữa đó. Má nó đậu ôm cây bự lắm, bắn trúng đồng không à. Khó bắn lắm. Dùng bắn nét lắm mới lượm được nó. Hai con nghe quẹo. Hai con nữa. Sẵn qua đây lượm cái này luôn mày ơi. Rồi, quẹo, qua lượm con này luôn. Tôi kêu mày sẵn qua đây lượm con này luôn, không nghe hay gì. Đã kêu sẵn qua lượm gò gì. Xuống đi. Ngồi đi, má lo đi, ngồi má lo. Rết tới quần các bạn. Trời. Rớt. Đáp đầu quẹo luôn bạn. Rớt xuống. Kìa, đáp đầu luôn quá. Đó. Ơi. Con nữa rồi. Hai con vô chỗ. Rồi. lượm đi anh lấy thêm con này nữa, lượm đi. Này khoảng hai nhiêu con ta đếm coi. 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 con các bạn. 25 con. Ừ, 25 con trên đó còn mớ nữa để cho quẹo lượm với các bạn. Đang trên nóc nhà nha. Thì anh em mình đang đi hành quân các bạn. Đó, hành quân nè. Mà chứ anh em mình phát hiện được điểm hàng bay mới nha. Đó, anh em mình di chuyển vào. Chủ yếu là săn kiếm bị một hai pha được nha các bạn. Chứ dạo này nó hơi khó săn nha. Thằng pha này tới ngày 17 không mày. Đó, bây giờ trong này mình kích mình bắn nha các bạn. Cái bài nó cũng nói chung là tương đối là cao nha. Nhưng mà anh em mình sẽ cố gắng nhất có thể. Trời ơi.
Rồi vô tình luôn các bạn ơi. Đúng chỗ này bắn hàng bay nha. Đưa thưa con khoai con cùng cọc, khoai con cò nó bay về hướng này nữa các bạn. Đó. Thì mình xuống dưới thấy một cái khóm khoảng. Wow. Bể khóm ăn các bạn ơi. Quá đã nha. Đi dạ. Đây. Chính nha. Đây là chỗ nằm mát mình còn ăn nha các bạn. Nãy giờ chưa bắn được con nào hết. Kệ, làm cái khóm chứ. Bài quá ít mà. Khóm nè. Ha. Đẹp ha. Đứng ngay anh luôn á. Ây da. Mời anh em ăn nha. Quán khóm. Khớm mình có sợ thuốc không ta? Có, dễ khỏi nha. Bút con có 3 ngày đó. Thằng Khoa bẻ cái hết rồi, bay vô hết rồi. Bay lông thấy chưa? Thấy đúng lông chưa? Trời ơi trời. Không kìa. Bao con lông luôn. Bạn thấy một cái bầu trời trong xanh khá là đẹp nha. Có một anh, hai anh, ba anh. Đang anh nữa. Là bốn anh các bạn. Đấy. Chứ mấy anh em mình đang đứng bắn hàng quay nha. Có nguy cơ mớm rất là cao. Tại vì ở đây nó bay rất là cao các bạn. Mớm rất là cao, thực sự luôn mà nói. Mì tôm một cái đó là... Nè, anh em thấy mì tôm không? Ủ mì tôm à, nước 5 lít, mì tôm 10 gói. Rồi các bạn ơi, cuối cùng mình hạ một con hàng khủng đang bay nha. Nói chung là cự ly khá đẹp các bạn. Chỗ đó rớt xuống ngay đó nha. Mà mình không có bay được các bạn. Nãy bấm máy sao mà máy hết pin luôn. Bây giờ anh em mình... sẽ con này sẽ nhổ lông đi, rồi mình ngồi đây mình kiếm hàng bay về bán cho anh em xem nha. Đây các bạn, rồi con này khoảng ký mấy nha, quá phê các bạn, rất đẹp, tiếc là không có quay được các bạn. Rớt. Quá đẹp. Rớt rớt rồi, chết nhắc. Đấy các bạn. Bắn nó gãy cánh nè, qua bên đó Phúc bắn chết các bạn, nó lặn lú cái đầu nữa đó, Phúc hạ nha. Đây. Ok, con cọc các bạn đang bay nha. Quay em gãy cánh nè. Rồi cái này là đang đốt than các bạn, bạn nướng con hàng vip đó nha. À, hơn ký lô các bạn. Đây. Nên mình vào quán nhậu nha, nhờ
chủ quán nướng giùm. Rồi chụp trước đi, cơm đi. Đây các bạn, đây là nhân vật chính ngày hôm nay nha. Họ có hàng VIP. Đấy, hàng VIP các bạn ơi. Rồi giờ mình làm cái nước chấm tạm thời được rồi. Chứ giờ nói chung trong quán thì nói chung không có đầy đủ gia vị mà để mình làm cái nếp chấm hành thánh cho nó. Dài dữ à. Dài à. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Được không, sẽ ngang á. Em lấy cái dao nè, em lấy dao sinh tồn mình cắt nè. Khoan. Rồi có thể ê, cái khoa phẫu thuật này có thành công hay không? Lên nữa. Đúng rồi, cắt cái nhượng vậy đó. Đây, cái chén chấm rồi. Rồi bây giờ mình nói chung á, mình cắt tới đâu là nóng tới đó các bạn. Mình sẽ review cái đội con hàng VIP trước nha. Xin phép anh em nha. Đó. Mời anh. Đây. Đó, chấm nước chấm thằng Thánh mà thiếu lá chanh nha các bạn. Mời các bạn nha. Đó. Mình chắc dài lắm nha. Chân giả gớt đó. Đúng rồi. Nước còn ghen thôi hả? Wow, anh em thấy bóc khói chưa nhỉ? Để tay nè. Để tại vì rồi chịu mấy mà móc cái ruột. Ê, mình sẽ ăn gì á? Bên đây, đúng bên đây mà. Ừ, mình sẽ ăn đây. À, đúng dài luôn. Dài không? Dài mới ngon em. Em mới này là sao nhấp kéo được. Xé luôn đi, đúng. Xé luôn. Phải nói là con này mít 2 cũng hạ được 2 con bay nè các bạn. Con này bay khá là đẹp nha. Quán ngay cổ. Bay tầm khoảng hơn 30 mét các bạn. Này gọi là lão làng á. Rồi em review cái trái tim luôn đi. Khoa. Chính mà. Dạ. À, em là người cực khổ nhất là em review cho trái tim đi. Dạ. Chấm thằng Thánh đi. Ôi trời ơi. Đó. Chấm vô. Mà anh em luôn nha. Ừ. Còn quá anh em ơi. Thằng nào ăn được cái con này luôn. Đó giờ mới ăn được phải không? Giang Phúc. Vô đi quẹo. Qua. Chấm đi. Chấm mà cho làm cái đùi đi qua. Cho làm đùi đi. Đùi đó hả? Ừ. Đó. Cái đùi này cái này. Này hơi bị dai nha. Chắc do chân giả quá. À. Có chân giả bụng lại nha. Dài quá anh em ơi. Cái này khoan gì xám chưa? Đây rồi. Con này nó như thế nào cái gì xám? Ngon hơn nhiều gì xám. Ngon hơn thiệt không? Cái đó em cảm nhận thiệt đi. Con này 10 gì xám hay 8 thôi. À. Anh có ăn con xám rồi, con xám thì nó thịt nó hơi mềm hơn tí ha. Con này đúng chất luôn. Tại vì con gì xám á, mình nói đơn giản thôi, gì xám nó khoảng 1,8 kg. Từ ký rưỡi tới ký 8, 2 ký cũng có, 2 ký 2 vẫn có, nhưng con này á nó cao nhất là 1 ký 2 trở lại à. Nó không có nhiều nữa đâu. Rồi, vô anh em ơi, mời tất cả các bạn luôn nha. Thì 1, 2, 3, vô. Ok.
Nói chung hôm nay cái video này các bạn bán hàng bay buổi chiều nha, được buổi chiều. Có tân thì làm được khoảng 4-5 con cọng cọc gì đó với khoa nè. Mình thì đứng ngoài này thì nói chung hàng bay cũng khá là ít. Cái video này cũng nói chung không có dài. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn em trong video lần sau nha. Tiếc là mình không quay được con này các bạn. Lúc nãy có 4-5 con cọc các bạn, tặng cho chú quán này nha, với hai mình biệp nữa. Vô đi em, quá chị biết ăn gì trời. À, các bạn nhìn sơ là biết Phúc làm nghề gì rồi nha. Nghề tăng tâm. Nghề tăng tâm. Khoa, khoa dùng đi em, để mà bỏ em. Anh em, muốn anh em mình ăn câu này là hơi bị đỉnh đó. Chiều nay mình tính về các bạn, nói chung không ai, không ai đâm đồ hết á, nhưng mà sang được con hàng VIP này cái đem nào cũng muốn thưởng thức hết. Vô. À, quẹo ăn lần nào chưa? Ăn con này lần nào chưa? Mới lần đầu tiên đúng không? Làm sao mà có cửa mà ăn được rồi, không có thể. Con này trước giúp anh hạ được con bay rồi, như này anh hạ được con nữa, chắc có duyên với nó.